là hình ảnh người bay, cái người này sáng chế ra cái máy tự bay gắn lên mình bay đó. Để biểu diễn coi thử này. Ví dụ nào mà muốn bay thì có thể là đặt mua cái máy bay này để bay. Đây, bắt đầu bay lên nè. Cũng có nhiều người xung quanh đang coi theo dõi anh ta điều khiển cái máy bay này. Chà, cái này có ăn cái mà cái này mình có ăn cái mình đi bay làm phóng sự được đó ha. À, đi quay phim rồi này nọ được. Rồi khỏi đứng ở dưới đó để che mấy người kia, mấy người kia nổi sùng, mình bay lên cao rồi là khỏi che mấy người phóng viên khác. Có là phải tập cách điều khiển đi chứ, nó bay tùm bà nó tung vô u đầu luôn á. Điều khiển bằng hai cánh tay. Quân đội của anh, hoàng gia Anh Quốc bây giờ cũng đang dùng cái máy bay để đeo cái bình mà đeo tự bay lên lưng á, để bay từ ở trong bờ đi ra ngoài những cái chiến hạm của nước Anh. Đây là hình ảnh của ông Joe Biden khi mà đến Ba Lan á, đi lên cầu thang bị dắt tiếng lại là lần thứ ba này. Đây là cái cảnh ngày 6 tháng Giêng 2021, cảnh sát đã dàn cảnh mở cái cổng cho những người đi dự cái cuộc biểu tình ngày 6 tháng Giêng 2021 để đi vào cái tòa Bạch Ốc, tòa nhà Quốc hội đó. Nó dàn cảnh á, chứ không phải là những cái người đi biểu tình tràn vào để mà xô đẩy gì cả, tự mở ra rồi đưa cảnh sát mời vô, nó không có đưa ra từ lúc trước đó, từ sau khi mà Nancy Pelosi giấu 2 năm thì bây giờ đưa ra những cái hình ảnh này. Hiện nay những người này cũng còn bắt bỏ tù đó, chưa có xử, một số nhiều cũng chưa có xử và đối xử rất là tàn tạ. Đây là cái video mà mới bỏ ra ngày hôm qua đó, là cảnh sát là cũng mời gọi những cái người biểu tình đi vào cái tòa Bạch Ốc, trước tòa nhà Quốc hội đó, để mà dàn dựng gài tội cho họ, có cái sự sắp đặt của bên của một bên rồi bắt họ nhốt cho đến ngày hôm nay. Đây là cái video mà mới bỏ ra nữa ngày hôm nay, mà tiếp tục bỏ ra là cái ngày 6 tháng 2021, có cảnh sát chuẩn bị cái đánh cho những người, đánh đập những người mà đi vô biểu tình, nó vô tội ở cái tòa nhà Quốc hội á, làm họ chọc họ tổ chức luôn à, đánh họ. Đây là những chiếc xe vận tải mà tổng thống Trump bỏ tiền ra để mua nước chai á, để đem đến giúp cho những cái người mà bị cái nạn mà lật xe lửa ở Ohio, cái thành phố là East Palestine á. Ngày hôm qua thì tổng thống Trump có đến đó thăm đó, đó là những cái hình ảnh này, những cái xe
vận tải lớn cỡ lớn chở nước tới. Đây là do tiền túi của Tổng thống Trump để mà giúp, chứ không có lấy ngân sách quốc gia như là ông Joe Biden lấy cái tiền thuế của người dân để giúp đỡ Ukraine. Nhưng mà người Mỹ gặp nạn thì ông ta từ chối giúp đỡ và nên bị cái phản đối rất là nhiều. Thành hôm nay có ông Bộ trưởng Giao thông Pete ông đến đó mà cũng bị chỉ trích rất là nhiều và yêu cầu người ta nên từ chức. Đây là cái video mà mới đưa ra mà hai năm nay mình chưa có được coi đó. Ở cái ngày là ngày 6 tháng Giêng 2021 ở tại cái tòa nhà Quốc hội của Hoa Kỳ đó. Và cảnh sát bắn đạn cày cho dân đó. Nhà Quốc hội. Bắn hơi cay. Và người dân mới dùng thuế của người dân để mà bắn hơi cay chống lại cái người bạn của cảnh sát, tức là dân. Đây là người dân hỏi ông Bộ trưởng Giao thông Pete Buttigieg tại sao mà hơn hai tuần rưỡi bây giờ mới tới đây, mà khi mà có mặt tổng thống Trump đã đi đến, ông ta cũng không có trả lời gì, bỏ đi. Gần 3 tuần rồi mới tới đây. Bộ trưởng Giao thông đáng lẽ là phải tới càng sớm, nhưng mà để chờ tới cái sau khi Tổng thống Trump đến. Đây là cái phim mà khi Tổng thống Trump ông đến tiểu bang Ohio, cái thành phố East Palestine, thì ông ta có đem hàng viện trợ tới để giúp cho những người dân cư dân ở đây, đặc biệt là nước. Ông đến ngày hôm qua, tính tiền túi của ông bỏ ra trong lúc Joe Biden dùng tiền thuế của người dân để ủng hộ Ukraine, và Joe Biden không muốn dùng tiền thuế của người dân để giúp cho những cái nạn xảy ra khẩn cấp như vậy. Đây là Bộ trưởng Tài chính hoặc là Bộ trưởng Ngân khố của Hoa Kỳ, bà Janet Yellen. Hôm nay bà tuyên bố là Bộ Ngân khố và theo cái tuyên bố của ông Joe Biden phải chi ra khoảng 10 tỷ đô la về kinh tế cho trường hợp để giúp cho cái chính phủ Ukraine được điều hành được, nếu không có tiền là không được. Để mà đến khi nào mà Ukraine thắng Nga trong cái cuộc chiến này. Đây là số tiền chi ra rất là nhiều. Hiện nay thì quý vị cũng biết là nó chi ra khoảng 115-200 tỷ đô la cho Ukraine trong một năm vừa qua. Hôm nay là cái Ủy ban Bộ Tư pháp của Hạ viện Hoa Kỳ đã có cái cuộc nghe để mà nói về vấn đề mà biên giới của phía Nam do chính phủ Joe Biden. Tuy nhiên bên đảng Dân Chủ họ không có ủng hộ, họ rời bỏ, họ không có muốn nghe. Sau khi mà bên ông Jim Jordan cũng đến biên giới, ông coi đó. Đây là những cái cảnh ở biên giới. Thì hôm nay nó bị thất bại, đảng Dân Chủ nó đẩy chạy. Cái vụ mà điều trần cũng là nói chuyện về vấn đề biên giới ở Nam, phía Nam của nước Mỹ. Gấp 3 lần những người di dân lậu càng ngày tăng lên kể từ ngày 2020. Đây là một sự thảm họa của cái biên giới. Tuy nhiên, ông Joe Biden cũng không có gì. Đây là ông Jim Jordan, chủ tịch ủy ban tư pháp của Hạ viện của Hoa Kỳ. Ông này là đang đặt trách về vấn đề điều tra của vấn đề ông Joe Biden, gia đình cũng như là vấn đề biên giới. Ông là cái người chủ tịch ủy ban tư pháp đó, đặt trách ông là
lo về cái vụ này. Đó là những cái thuốc phiện. Mà tôi đã đi đem vào giết người của dân Mỹ. Tuy nhiên, ông Joe Biden và chính phủ có nghĩa cùng với đảng Dân Chủ với lại Bộ Tư pháp làm ngơ không có quan tâm đó này. Mỗi một ngày, người dân Mỹ chết là khoảng 300 người do cái thuốc mà tôi đã từ bệnh. Và đây là những người tội phạm đã bị bắt theo khi chấp nhận về biên giới của Hoa Kỳ mà không bất hợp pháp. They say they are on the verge of financial collapse after they had to spend about $20 million in 6 months treating illegal immigrants without any reimbursement or payment for it. We'll send it back to you. The southern border in Yuma, Arizona. Đây là biên giới của tiểu bang Arizona với Mỹ. Đây cơ là những người dân nó đang chờ đợi để tràn qua hàng rào. Quý vị thấy cái hàng rào phòng trống rất là dài. Đây là người phóng viên này ở tại gần cái biên giới.